Chào các bạn, thì bên xưởng Nam Hùng đã ra cái bộ sản phẩm đầu tiên cho khách hàng ở trên Gia Lai. Cái bộ khuôn này là bộ khuôn chữ nhật bản lớn với kích thước là 1,4 nhân cho 1,8 m. Cái bản nó rộng là 40 cm và bộ chân của nó là cao 50 cm. Đây là cái mặt của nó là 1,4 m mặt chiều rộng, còn mặt chiều dài ở đây là 1,4 x 1,8 mét nha các bạn. Bộ khuôn được làm từ khuôn silicon ra, độ phân giải là full HD luôn, quá đẹp, rất là sâu. Còn về cái phần dài của nó 1,8 m, phần thân thì qua dân thì các bạn thấy là siêu nét rồi, là cái gốc cây tùng và tất cả là qua dân rất là đẹp. Và đây là cái khuôn đầu của cái đầu của nó là thằng composite, và đầu này là 1,4 mét. Tổng cộng là chúng ta đã làm hoàn thành xong hai thớt. Các bạn có nhu cầu thì gọi về số điện thoại là 0349619140 nhé.